Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên đầu giờ sáng ngày hôm nay. Hôm nay là thứ bảy, ngày 11 tháng 6 năm 2022, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Trong bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất ở thời hiện tại trong phiên giao dịch đầu giờ sáng ngày hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Theo ghi nhận mới nhất ở tiềm này, giá vàng trên thị trường thế giới tăng rất mạnh, tăng tới hơn 23 đô la Mỹ trên mặt ao và với tỷ lệ tăng là 1,26%. Hiện tại đang giao dịch ở mức 1871,29 đô la Mỹ trên mặt ao. Với phạm vi giao dịch trong ngày hôm nay tính đến thời điểm hiện tại, có thời điểm giá vàng giảm xuống mức 1824,89 đô la Mỹ. Và đây cũng là mức giá thấp nhất tính đến thời điểm này mức giá cao nhất là 1.875,74 đô la Mỹ trên mặt ao. Bên cạnh đó, chỉ số đồng đô la Mỹ cũng quay đầu tăng rất mạnh, tăng tới 0,900 điểm và với tỷ lệ tăng là 0,87%, hiện tại đang giao dịch quanh mức 104,200 điểm. Với thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin quay đầu giảm nhẹ với tỷ lệ giảm là 3,02%, giao dịch ở mức 29.180 đô la Mỹ trên một Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng tiếp tục tăng mạnh với tỷ lệ tăng là 3,58%, giao dịch ở mức 3,156% trên một năm. Còn đối với thị trường năng lượng thì giá dầu thô quay đầu giảm với tỷ lệ giảm là 0,72%, giao dịch ở mức 120,527 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước, sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Áp lực lạm phát ở nền kinh tế Mỹ dường như còn lâu mới đạt đến đỉnh điểm do giá tiêu dùng đã tăng hơn dự kiến vào tháng 5, chạm mức cao mới trong 40 năm. Vào hôm thứ Sáu ngày 10 tháng 6, Bộ Lao động Mỹ công bố chỉ số CPI của nền kinh tế đã tăng 1% trong tháng 5 sau khi tăng 0,3% trong tháng 4. Dữ liệu thực tế này đánh bại các dự báo của các nhà kinh tế với chỉ 0,7%. Đồng đô la Mỹ và lợi suất trái phiếu đã tăng trở lại khi có thông tin lạm phát mới trong tháng 5 của Mỹ. Với mức lạm phát tăng cao, sẽ dẫn đến việc cục dự trữ liên bang Mỹ Phép tiếp tục tăng lãi suất trong tháng 6. Mặc dù thời điểm này đồng đô la Mỹ và lợi suất trái phiếu Mỹ đã tăng mạnh trở lại, Tuy nhiên, vàng vẫn tăng mạnh và thể hiện đúng vai trò của mình là một nơi trú ẩn an toàn. Nguyên nhân nằm ở việc các ngân hàng trung ương trên thế giới vẫn đang tiếp tục mua vàng đã nâng đỡ giá cho kim loại quý này. Trong báo cáo mới phát hành, thì Hội đồng Vàng Thế giới WGC cho biết các ngân hàng trung ương đã mua dòng vàng trở lại với dự trữ toàn cầu tăng 19,4 tấn trong tháng 4. Bốn ngân hàng trung ương mua vàng nhiều nhất trên thế giới bao gồm Uzbekistan, Kazakhstan, Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ. Vì nhấn mạnh căng thẳng địa chính trị đã khiến các ngân hàng trung ương nắm giữ vàng để đa dạng hóa tài sản. Việc đóng băng một số tài sản dự trữ của ngân hàng trung ương Nga hiện nay làm nổi bật những rủi ro vốn có đối với một số các tài sản nắm giữ dựa trên đồng đô la Mỹ nên các ngân hàng trung ương có xu hướng chuyển dịch sang vàng và thoát khỏi đồng đô la Mỹ. Nhìn chung thì các ngân hàng đều hiểu rõ vàng là loại tài sản để chống lại các yếu tố biến động khó lường hiện tại với mức giá 1873 đô la Mỹ trên một ao quy đổi theo tỷ giá đô la Mỹ tự do 23.310 Việt Nam đồng trên một đô la Mỹ giá vàng thế giới tương đương 52,831 triệu đồng trên một lượng như vậy là thấp hơn giá vàng SJC trong nước tại trường bán ra 16,619 triệu đồng trên một lượng tiếp đến có bản tin sẽ là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước kết thúc phiên giao dịch ngày hôm qua Giá vàng SJC tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 68,55 triệu đồng trên một lượng theo chiều mua vào, 69,45 triệu đồng trên một lượng theo chiều bán ra. Giảm 250.000 đồng trên một lượng so với lúc mở cửa phiên này. Tại tập đoàn vàng bạc đá quý Doji, si, giảm 200.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra và giao dịch ở mức 68,7 triệu đồng trên lượng ở chiều mua vào, 69,4 triệu đồng trên một lượng tại chiều bán ra. Tại hệ thống bảo tín Minh Châu, niêm yết mua vào là 68,56 triệu đồng trên một lượng, bán ra là 69,35 triệu đồng trên một lượng. Giảm 260.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và 230.000 đồng trên lượng tại chiều bán ra. Bên cạnh đó thì giá vàng trang sức, giá vàng nhẫn 24k các loại được giao dịch quanh ngưỡng 53,85 triệu đồng trên lượng theo chiều mua vào và 54,8 triệu đồng trên một lượng theo chiều bán ra. Như vậy, giá vàng nhẫn và giá vàng trang sức hiện tại đang thấp hơn giá vàng SJC khoảng gần 15 triệu đồng trên mỗi lượng phần cuối cùng của bản tin này để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước. Thời điểm hiện tại thì sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trước giờ mở cửa phiên giao dịch ngày hôm nay. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Mặc dù thời điểm này giá vàng trên địa trường thế giới tăng rất mạnh, tuy nhiên với thị trường vàng trong nước chưa đến giờ mở cửa phiên này, do đó mà hầu hết các hệ thống kinh doanh vàng trong nước vẫn duy trì xuống giảm của cuối ngày hôm qua quý vị và các bạn nhé. Hiện tại đang được niêm yết như sau. Đầu tiên sẽ là giá vàng SJC tại ba thành phố lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 6 triệu 855 nghìn, bán ra 6 triệu 945 nghìn, giảm 250 000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra, hay là giảm 25 000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Trinh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra đang dao động trong khoảng 900 nghìn đồng trên mỗi lượng. STC Hà Nội và STC Đà Nẵng mua vào 6 triệu 855 nghìn, bán ra 6 triệu 947 nghìn, giảm 25 nghìn ở chiều mua vào và bán ra. Pin Di Hồ Chí Minh mua vào 6.860.000, bán ra 6.950.000, giảm 10.000 ở chưa mua vào và chưa bán. Pin Di Hà Nội mua vào 6.860.000, bán ra 6.950.000, giảm 20.000 ở chưa mua vào và bán ra. Đô Di Hồ Chí Minh mua vào 6.865.000, bán ra 6.945.000, giảm 25.000 ở chưa mua vào, 15.000 ở chiều bán ra. Đô Di Hà Nội mua vào 6 triệu 85.000 bán ra 6 triệu 940.000 giảm 25.000 ở chú mua vào 20.000 ở trừ bán ra Phú quý SCC mua vào 6 triệu 85.000 bán ra 6 triệu 940.000 giảm 25.000 ở chú mua vào 20.000 ở trừ bán ra Bảo tín Minh Châu mua vào 6 triệu 856.000 bán ra 6 triệu 935.000 giảm 26.000 ở chú mua vào 23.000 ở trừa bán Mi Hồng SCC mua vào 6 triệu 880.000 bán ra 6 triệu 920.000 giảm 30.000 ở chú mua vào 35.000 ở chỉ bán ra tiếp theo sẽ là giá vàng SJC ở một số ngân hàng ngân hàng ACbank mua vào 6 triệu 840.000 bán ra 6 triệu 930.000 giảm 20.000 ở chú mua vào và chứ bán ra ngân hàng scB mua vào 6 triệu 870.000 bán ra 6 triệu 960.000 ngân hàng Tâybankun mua vào 6 triệu 855 000 bán ra 6 triệu 940.000 giảm 25.000 ở chưa mua vào 20.000 ở chưa bán ra ngân hàng vềtinbank mua vào 6 triệu 855 000 bán ra 6 triệu 947.000 giảm 25.000 ở chưa mua vào và chưaa bán tiếp theo sẽ là giá vàng SJC ở một số tỉnh thành phố khác hiện tại duy trì đã giảm trong phiên giao dịch cuối ngày hôm qua giảm 250.000 đồng trên một lượng ở chưa mua vào và chưa bán ra hay là giảm 25.000 đồng trên một chỉ ở chứa mua vào và chứa bán chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra dao động trong khoảng 900.000 đồng cho đến 920.000 đồng chiều mỗi lượng. Thời điểm này đang được niêm yết như sau. STC Nha Trang mua vào 6.855.000 bán ra 6.947.000 SJC STC Cà Mau mua vào 6.855.000 bán ra 6.947.000 STC Huế mua vào 6 triệu 852.000, bán ra 6 triệu 948.000, STC Bình Phước mua vào 6 triệu 853.000, bán ra 6 triệu 947.000, STC Biên Hòa, Miền Tây và Quảng Ngãi mua vào 6 triệu 855.000, bán ra 6 triệu 945.000, STC Long Xuyên mua vào 6 triệu 857.000, bán ra 6 triệu 950.000, STC Bạc Liêu mua vào 6 triệu 855.000, bán ra 6 triệu 947.000. STC Quy Nhơn, Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 6 triệu 853.000, bán ra 6 triệu 947.000. Cuối cùng là giá nhận bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang STC khác. Hiện tại duy trì là giảm nhẹ trong khoảng từ 21 cho đến 50.000 đồng trên mỗi lượng hay là trong khoảng 2.100 cho đến 5.000 đồng trên một chỉ tùy vào mỗi loại vàng. Hiện tại đang được niêm ít như sau. Nhận bộ số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ mua vào 5 triệu 385.000, bán ra 5 triệu 480.000 vàng 4 số 9 mua vào 5 triệu 370 000 bán ra 5 triệu 440 000 vàng 24k mua vào 5 triệu 256,1 nghìn, bán ra 5 triệu 386,1 nghìn, giảm 5 000 ở chưa mua vào và chưa bán ra. Vàng 18k mua vào 3 triệu 895,4 nghìn, bán ra 4 triệu 095,4 nghìn. Vàng 14k mua vào 2 triệu 986,8 nghìn, bán ra 3 triệu 186,8 nghìn. Vàng 10k mua vào 2 triệu 083,7 nghìn, bán ra 2 triệu 283,7 nghìn quý vị và các bạn thân mến với những nội dung trên đã khép lại bản tin giá vàng mới nhất phiên đầu giờ sáng hôm nay của chúng tôi mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh màu đỏ phía dưới góc phải màn hình của video này cũng như tích luôn là quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có thông tin mới chúng tôi tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo